Để phục vụ nhu cầu giải trí của các khán giả nhỏ tuổi, hàng năm lại có hàng chục, thậm chí là hàng trăm bộ phim hoạt hình được cho ra đời. Thế nhưng mà bên cạnh những bộ phim hay, nhận được nhiều cảm tình của cả trẻ con lẫn người lớn, thì vẫn có những bộ phim vì một số lý do đáng sợ mà đã bị cấm phát sóng vĩnh viễn trên toàn thế giới. Chẳng hạn như phim hoạt hình dành cho trẻ em, nhưng nhân vật lại không ăn mặc tử tế, dạy trẻ sử dụng chất kích thích, và thậm chí là các nhân vật còn tàn sát lẫn nhau một cách dã man không thương tiếc. Đáng nói hơn, đây đa phần đều là những bộ phim quen thuộc mà ai ai cũng đã từng cày nát trong suốt tuổi thơ của mình. Bạn có tò mò xem đó là những bộ phim nào và chúng thực sự rùng rợn đến đâu hay không? Hãy cùng tìm hiểu tất cả trong video ngay sau đây của Đảo Kinh Dị. Do gì bốn đoạn phim hoạt hình đáng sợ bị cấm chiếu khiến cho bạn phải lạnh sống lưng? Đầu tiên thì đó chính là tập phim Tầng Hầm Của Tom trong loạt phim hoạt hình nổi tiếng Tom và Jerry. Chắc hẳn là bạn nào ở đây cũng đã quá quen thuộc với bộ phim hoạt hình này rồi phải không nào? Ra đời từ những năm 1960, đến nay Tom và Jerry đã trở thành huyền thoại trong tuổi thơ của vô vàn trẻ em trên khắp thế giới. Thế nhưng liệu các bạn có biết rằng series phim hoạt hình nổi tiếng Tom và Jerry cũng có một tập phim bí ẩn bị cấm chiếu vì sự kinh dị của nó hay không? Theo đó, tập phim này có tên là Tầng Hầm Của Tom, kể về một lần Jerry dụ dỗ Tom đến gần tầng hầm và bị bà chủ đánh. Nhiều lần như vậy, bộ dáng của Tom trở nên thảm hại một cách khủng khiếp. Và cuối cùng, bà chủ đã rút ra một khẩu súng định bắn Tom. Tiếng cười của Jerry lúc này bỗng trở nên ma quái một cách ám ảnh. Nó lập tức lấy ra một con dao và đâm vào chân bà chủ rồi đưa cho Tom. Tom dùng con dao đó kết liễu bà chủ rồi cả hai mang xác bà ta xuống tầng hầm. Dù vậy thì đó vẫn chưa phải là những gì đáng sợ nhất. Vào cuối tập phim, khi cả hai đang ăn mừng, thì nụ cười của Jerry lại trở nên méo mó một cách quái đản. Nó sát hại Tom bằng con dao trên bàn ăn. Sau đó, với dáng vẻ hồn nhiên quen thuộc, nó ra ngoài loay hoay đóng một tấm bảng bán nhà treo trước cửa. Rồi khi cánh cửa khép lại, nó lại nở một nụ cười của quỷ chờ đợi con mồi tiếp theo. Vẫn biết là nhà sản xuất phim muốn xây dựng hình tượng Jerry thông minh chưa cho Tom ăn hành. Thế nhưng mà đến mức này thì có lẽ mọi thứ đã đi quá xa rồi, phải không nào? Tiếp theo lại là một bộ phim vô cùng quen thuộc, Chú Chuột Mickey, với một tập phim ma quái mà cho đến nay đã bị cấm chiếu hoàn toàn. Đúng vậy, đoạn phim này đã trở nên nổi tiếng đến mức nhiều người còn nghi ngờ có thật sự nó là sản phẩm của hãng phim Walt Disney hay không. Thế nhưng mà tin tôi đi, đây là hàng real 100%. Theo đó, trong đoạn phim chỉ có phân cảnh Mickey đi bộ qua những tòa nhà. Tầm 2 phút trôi qua thì mọi thứ bắt đầu mờ dần đi. Âm thanh trong phim chỉ là tiếng đàn nền piano dầu dĩ và tiếng tĩnh điện xì xèo. Chuột Mickey này cũng rất là khác lạ nha. Chú không vui vẻ nhảy nhót như thường ngày, mà chỉ lầm lũi bước đi với cái đầu cúi găm và gương mặt đầy u buồn. Dần dần đoạn phim chuyển qua màu đen. Cứ như thế đến phút thứ 6 thì quay lại cảnh Mickey đi bộ. Thay vì tiếng piano, bây giờ chỉ còn lại tiếng thều thào, rên rỉ và khóc lóc. Vỉa hè thì bắt đầu chuyển động theo cách kỳ lạ và Mickey bắt đầu chậm chậm nhếch mép cười. Càng lúc âm thanh trong đoạn phim càng trở nên điên loạn một cách đầy khủng khiếp. Hình ảnh nhòe đi và màu sắc cơ thể bớt hẳn ra. Khuôn mặt của Mickey bắt đầu chảy xuống, các tòa nhà và con đường xung quanh cũng như vậy. Dù đến nay đoạn phim này đã bị cấm sóng hoàn toàn, nhưng mà đâu đó trên Internet, một số hình ảnh cắt ra từ đoạn clip gốc vẫn được phát tán. Tuy nhiên nếu có tìm thấy thì tôi khuyên thật lòng các bạn hãy cân nhắc thật kỹ trước khi bấm xem. Bởi theo như Đào Kinh Dị tìm hiểu được, đã có rất nhiều người phát điên hoặc nảy sinh ý định muốn tự tử sau khi xem xong đoạn phim bí ẩn này. Vị trí thứ 3 thuộc về một tập phim gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của khán giả trong loạt phim hoạt hình nổi tiếng Pokemon. Theo đó thì vào ngày 16 tháng 12 năm 1997, một tập phim Pokemon có tên là Denosensi Polygon đã khiến 685 trẻ Nhật Bản lên cơn động kinh khi mà công chiếu tại nước này. Nội dung của tập phim hoàn toàn không có vấn đề. Tuy nhiên là một cảnh trong phim đó, Pikachu làm ngừng một quả tên lửa bằng đòn Thunderbolt của mình, tạo ra một vụ nổ lớn với nhiều ánh chớp xanh và đỏ. Mặc dù từ ánh sáng đó cũng xuất hiện trong một phần tương tự của tập phim, tuy nhiên trong cảnh quay này, một kỹ xảo anime được sử dụng có tên là Paka Paka, khiến cho cảnh này diễn ra cực kỳ là dữ dội. Với những luồng chớp nhấp nháy cực là sáng, có tần suất 12Hz diễn ra trong khoảng 4 giây ở kích thước gần trọn màn hình, và sau đó là 2 giây toàn màn hình. Ngay lúc này rất nhiều trẻ em đang theo dõi tập phim bắt đầu cảm thấy mờ mắt, đau đầu, chóng mắt và buồn nôn. Một số đã bị co giật, mù, động kinh và thậm chí mất ý thức. Theo báo cáo ở cơ quan phòng cháy chữa cháy Nhật Bản cho biết, có tổng cộng là 685 khán giả, gồm 310 trai và 375 gái, đã được đưa đến bệnh viện bằng xe cứu thương.
Sự cố này thậm chí còn được giới truyền thông Nhật Bản gọi là Pokemon Shock. Các nhà khoa học tin rằng chính những ánh chớp sáng đã gây ra cơn quang động kinh. Trong đó những kích thích thị giác tương tự có thể làm biến đổi ý thức. Sau sự cố nguy hiểm nói trên, Pokemon đã bị cấm chiếu tại nhiều quốc gia như là Thụy Sĩ, Ả Rập và đặc biệt là cả Nhật Bản, cái nôi của anime. Cho tôi hỏi ở đây có ông nào là fan của Pokemon hay không? Hãy cho tôi biết ý kiến của các bạn về sự kiện quái đản này xuống bên dưới phần bình luận nhé. Và cuối cùng thì đó chính là câu chuyện có thật về cái chết kinh hoàng của Phineas trong bộ phim hoạt hình Phineas and Ferb. Thật vậy, nhiều người đồn đoán rằng bộ phim hoạt hình này dựa trên một câu chuyện có thật, dù cho nó rất là phũ phàng và chẳng hề đẹp đẽ như trên phim. Theo đó, Linda Flynn là mẹ của Kanda và Phineas đã quyết định tái hôn lần nữa với Lauren Fletcher. Ông Lauren này cũng có một đứa con trai tên là Ferb. Phineas and Ferb chạc tuổi nhau nên đã sớm trở thành bạn bè thân thiết của nhau. Người chị Kara thật sự rất yêu thương hai đứa em trai của mình, dù là hai cậu bé thường xuyên có bày trò quậy phá nghịch ngợm. Tuy nhiên là tai họa ập đến khiến Phineas và Ferb qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Không thể nào chấp nhận sự thật phũ phàng, Kara vẫn luôn tin rằng hai nhóc em còn sống và tưởng tượng ra những trò chơi trước kia chúng thường hay chơi. Căn bệnh ngày càng trầm trọng khiến cô trở thành một người hoang tưởng, thậm chí là điên dại trong mắt mẹ mình. Sau khi được chẩn đoán mắc chứng tâm thần phân liệt, cô được bác sĩ kê thuốc an thần nhưng mà lại uống quá liều, từ đó trở nên hoang tưởng và điên rồ. Đó là lý do của sự xuất hiện của điệp viên ngầm Perry, khi mà trên thực tế Perry chính là chú chó của gia đình. Sau cùng quá trình điều trị thất bại và Kara đã bị bố mẹ bỏ lại bệnh viện cho tới tận cuối đời. Trong sự cô đơn và căn bệnh ngày càng trầm trọng, Kara viết về hai đứa em, những cuộc phiêu lưu và cả câu chuyện tình ngọt ngào trong cuốn nhật ký của mình. Đó thì là lý do mùa hè trong phim luôn được kéo dài, chẳng bao giờ kết thúc. Vậy đấy, cứ nghĩ là phim hoạt hình thì chỉ có tiếng cười, nhưng bộ phim này hóa ra lại là ngoại lệ. Bao nhiêu bộ phim trong danh sách này từng là món ăn tinh thần quen thuộc của các bạn? Và bạn có cảm thấy lý do chúng bị cấm chiếu là thỏa đáng hay không? Nhớ để lại ý kiến của mình bên dưới video này nhé. Chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video ngày hôm nay. Nếu thấy hay thì đừng quên tặng cho Đào Kinh Dị một like và một subscribe đầy quý giá. Chân thành cảm ơn anh em.